Quý vị đang theo dõi chương trình phát hình live của Lưới Điện Sài Gòn TV và thứ sáu lại có Terry Thanh Hương từ Bosa Tickets. Xin gửi chào Thanh Hương hôm nay. Vâng, chào anh, chào quý vị. Wow. Good morning Lưới Điện Sài Gòn. Hôm nay trời mưa. Nhưng hôm mà nay mưa trời mưa. Nhưng mà sự hiện diện của Thanh Hương hôm nay mang theo một làn gió thơm ngát từ bên ngoài đến. Thực sự là như thế. Quý vị nào ở nhà mà có mùi hôi đó thì hôm nay Thanh Hương sẽ hướng dẫn chúng ta cách làm khử cái mùi hôi này độc đáo lắm. Vâng. Mà không cần phải loại thuốc xịt. Không cần xịt. Nhưng mà cái xịt nó cũng có thể gây ung thư. Dạ, đúng rồi. Ừ. Nhưng mà trước khi mình nói về cái mùi hôi của khử hôi thì mình nói về năm cái recipe tiếng Việt là thực đơn hả? Về chống viêm, chống những cái inflammatory. Thì thưa quý vị, người ta nói là ta làm một cái thí nghiệm với 1.000 người phụ nữ Á Châu. Thì họ thấy là những người phụ nữ mà ăn rau nhiều, những cái chất rau với lại nhiều màu á, thì đỡ bị viêm hơn là những người mà không ăn nhiều. Yeah. Thì họ nói có một cái món ăn gọi là creamy broccoli salad. Xin lỗi Thanh Hương. Recipe là nguyên liệu. Nguyên liệu là những cái hợp chất để chúng ta có thể chế tạo được thành một món. Còn thực đơn là cái món ăn nguyên liệu. Vâng, thì quý vị nhìn thấy trên màn ảnh là broccoli nè, rồi cà rốt và salad xanh, đủ hết các loại salad chúng ta bỏ vào. Có loại hạt ở trên này. Cái hạt đó là hạt flaxseed đó anh. Rồi có bacon nữa. Bacon nữa mà người ta dịch ra cái flaxseed là hạt lanh. Anh Hương chưa bao giờ nghe chữ hạt lanh bao giờ hết. Flaxseed thì như Việt Nam mình không có cái flaxseed. Nó giống như là cái hạt dưa của mình đó anh. Chúng ta trộn vào với lại mayonnaise mà bây giờ nó có một cái loại mayonnaise mà không cholesterol, không có mùi vị, không có một béo nào hết. Nhưng mà ăn vào có béo không? Rất là ngon anh, mà chỉ có bán tại Sam Club thôi. Thanh Hương mới kiếm ra được, rất là ngon. Thì đó là một trong những cái món thứ hai gọi là salad xanh với strawberry giấm balsamic, tức là cái giấm mà tên là balsamic cộng với lại salad xanh với lại dâu. Giấm balsamic người Hồi giáo ăn nhiều lắm. Dạ vâng. Thì cái giấm này nó không có chua như là cái giấm trắng này mà nó rất là tốt. Thơm ngon lắm. Vâng, thì người ta nói mình cứ ăn rất là nhiều cái salad xanh và strawberry, nó có chống oxy hóa, rất chứa nhiều chất gọi là phytochemical. Mấy cái này quá tốt rồi. Chúng ta càng ăn những cái loại rau và trái cây càng nhiều màu sắc, càng ăn bao nhiêu thì cái chất dinh dưỡng nó sẽ chống lại cái viêm trong cơ thể của mình. Vâng, cái thứ ba là cherry almond cluster. Cái này rất là dễ làm thưa quý vị. Lấy cherry có rất là nhiều chất chống viêm, chống oxy hóa và một thực phẩm rất là bổ cho bữa ăn hàng ngày của chúng ta. Thì chúng ta lấy sô-cô-la có chất theobromine, đúng, một tốt chất lắm. Oxy hóa luôn và cũng là để giảm inflammatory, giảm viêm đó anh. Thì chúng ta lấy cherry và chocolate, chúng ta hợp lại, chúng ta làm thành cái cookie cho nó chảy ra, bỏ vô microwave, bỏ vô thì chúng ta sẽ có một món cherry almond cluster hấp là dẫn một cái vô thuốc cùng. Chống viêm rất là hữu hiệu anh. Nhưng mà dễ mập không? Sô-cô-la đen hơi không bị dễ mập anh. Không mập. Sô-cô-la đen thì được, đắng đen thì được. Dạ không sao hết. Với strawberry, với lại cherry. Và cái thứ hai là gì đây? Cái thứ hai là healthy breakfast muffin, nó làm bằng flaxseed đó anh. Chứ không phải anh bỏ cái này vào miệng dạ ăn. Dạ không. Tôi tưởng bỏ nguyên cái muỗng này vào miệng ăn chứ không phải. Mình tức là muffin từ muffin cái hạt này. Từ cái hạt đó ra thì cái hạt đó là hạt flaxseed với lại cái walnut mà Google nó dịch là quả ốc chó anh ạ. Tại vì nó giống con ốc của con chó lắm. Ghê quá. Mấy là tức cười lắm. Walnut ngon lắm. Dạ vâng, mà cứ dịch Google là nguy hiểm lắm anh. Nó có rất nhiều tính từ rất là kỳ cục. Vâng, quý vị biết là cái flaxseed nó có chất béo omega 3 rất là nhiều. Và cái almond cũng có chất béo của omega. Mà anh Thủy biết mỗi lần mình ăn một cái serving của cái đậu almond mình có được tới 2.565mg. Và Thanh Hương mới biết được là quý vị nào mà bị lactose mà uống sữa không được á, thì Thanh Hương quý vị có thể ra chợ mua một cái sữa mà làm bằng cái hạt lanh này anh, flaxseed, mà nó có chất omega rất là nhiều. Và có walnuts, ốc chó đó. Dạ, vâng. Gọi là quả ốc đậu, chó. Đậu ốc chó. Dạ, nhưng mà cái flaxseed bây giờ nó ra sữa rồi anh, rất là ngon. Và cho quý vị nào mà bị lactose. Và cái món này là cái món Thanh Hương đã thử rồi, rất là ngon anh. Trà xanh với lại gừng. Và chanh.
anh với lại salmon. Không, tức là mình làm, dạ mình làm cái sốt trước á, xong mình đổ lên trên, xong mình bếp đó. Trà xanh, gừng, gừng và lại với lại chanh. Chanh có honey không? Có mật ong. Có honey luôn. Có chi rất là ngon thưa quý vị. Cá hồi thì quý vị biết là có omega 3 rất là nhiều, giảm viên, và gừng và trà xanh cũng vậy nữa. Đây con là cá này làm cái gì cũng ngon, cho ăn sống là ngon nhất. Nhưng mà mình cái loại này nó kêu là mình phải nấu, phải hấp lên anh. Tức là mình làm trà xanh, rồi gừng với lại làm sốt hả? Cái chanh thôi mình hấp nấu lên với lại honey nó sệt sệt, xong mình đổ lên trên, xong rồi mình hấp nó với trà xanh thì rất và là cái món này chắc chắn khi quý vị nấu trong nhà nó sẽ có mùi. Mùi rất là mùi tăng. Cá. Rồi nếu quý vị làm gà thì có mùi gà rất là tanh nha, gà sống mà quý vị về mà cái thớt mà không rửa đó. Hoặc là rửa nhớ trễ là đó. Mình nói là không có được rửa gà anh thôi. Không không. Cái thịt gà làm xong rồi còn dính ở trên thớt đó. Mà không rửa đó, nó ra cái mùi rất là tanh. Nhưng mà có cách để mà khử những cái mùi có này. Cách khử mà cái mà hôi nhất, mà khó nhất là cá kho hoặc là cá thịt kho với lại thịt chả giò kho, chiên. Nước mắm. Thứ nhì là chả giò chiên là những mùi mà Thanh Hương chịu không nổi. Và khi mà vào nhà nó hôi cả nhà mà nó bám mặc cả quần áo mình nữa thưa anh. Yeah. Vâng, thưa quý vị, đây là những cái mẹo vặt mà chúng ta có thể làm mà không cần phải xịt Lysol hay là có máy hút trong nhà. Thì chú vị lấy một cái oven của mình, anh mình preheat cái oven mình lên để cho trong nó nóng. Xong mình lấy vỏ cam quýt, vỏ quýt, vỏ cam, vỏ bưởi, vỏ chanh. Và mình đổ vào trong một cái nồi. Mình để lửa riu xong. Cứ thế thôi. Xong mình để nguyên cái nồi đó vào trong cái oven. Cái oven mà đang nóng, xong mình mở cái cửa của cái oven ra hé hé. Tức là ở dưới trong... vẫn có lửa. Không, tức là mình preheat. Oh, preheat thôi chứ không có đun nữa. Dạ, không có đun. Rồi mình để nguyên cái nồi này vô trong, xong mình mở cái nắp ra. Từ trong vòng 30-45 phút thì căn nhà quý vị sẽ thơm như cái mùi dễ chịu lắm ha. Rất là thơm. Có lý á. Cái thứ hai quý như vị, vậy có nghĩa là mình ăn cam đừng có bỏ cái vỏ cam đi. Đúng rồi, cứ để dành cái vỏ cam. Dạ. Cái thứ hai mà rất là tiết kiệm mà rất là rẻ thưa quý vị, đó là giấm. Tôi tưởng giấm là chua, nó làm chua nhà chứ. Nhưng mà nó hút được những cái mùi hôi và nó lại refresh ra một cái mùi mới, anh rất là lạ. Đây là Thanh Hương mới biết. Bây giờ được. Làm thế nào? Thì chúng ta lấy 3 chén giấm và một cái tô. Đặt nó vào một cái góc là trong phòng của mình á, thì trong vào nhà, trong 2-3 giờ thì toàn bộ căn phòng sẽ có một mùi mới anh. Một mùi mới. Mà cái mùi mới đó sẽ hôi hơn cái mùi cũ. Nó tức là nó refresh. Cái mùi giống nó hút vô hết, xong rồi nó refresh lại một cái mùi hay, mới trong căn phòng. Hay là cái mùi mới này là mùi hôi cộng với mùi chua của giấm ra một cái mùi kinh hoàng hơn. Cái đó thì anh Thụy thử trước đi, và Thanh Hương thấy chắc không. Tôi sẽ về thử coi đúng như lời Thanh Hương. Tôi nghĩ là cái mùi đó nó sẽ là mùi hôi cộng với mùi giấm. Nhưng mà Thanh Hương, tối hôm qua Thanh Hương nấu cái món gà với lại sen hấp. Hầm lên nó ăn nó hôi quá. Thì Thanh Hương mới lấy theo cái cuốn sách của nó nói là cà phê và cái máy xay sheet, cái loại mà bao hoặc là downy đó anh. Mình lấy 3 lớp đó, xong rồi mình đổ cà phê. Cà phê khô đó. Để lên, mình để cái chỗ nào mà quý vị thấy là hôi nhất, quý vị để đó. Thì trong vòng để qua đêm, sáng dậy quý vị sẽ hết mùi. Đây. Và Thanh Hương đã thử và hết mùi. Fabric softener sheet. Đó, là cái miếng coffee mà quý vị bỏ vào trong quần áo cho nó mềm quần áo ra đó. Rồi để một cà phê tươi hay cà phê đã uống rồi. Cà phê uống rồi hoặc cà phê tươi cũng được, nhưng mà phải 3 lớp may sheet lận anh. Phải 3 cái miếng bao đó. Rồi cứ để in ở mình đâu? Mình để chỗ nào mà mình thấy hôi nhất, mình muốn thấy cái mùi đó thì đi. Một lát nó khử hết phải hả? Qua một đêm anh. Sáng sao dậy lâu vậy? Sáng dậy sẽ hết mùi ngay. Và Thanh Hương đã thử và sáng nay đã thấy không còn mùi nữa. Cái thứ ba là quế thưa anh. Quế bột rất cinnamon. Là đơn giản. Bột quế. Dạ, vâng. Chúng ta chỉ cần 2 muỗng canh quế và nửa muỗng nước bỏ vào trong một cái nồi. Mình cứ riu, nhưng mà quý vị biết là quế nó bốc hơi rất là lẹ. Thì mình cứ phải canh, mình cứ đổ nước vô, trên khi nào mà cái mùi trong nhà nó hết mùi thì mình tắt đi. Nó thôi. Sẽ có mùi quế trong mùi nhà quế mình. Quế rất là thơm. Làm mình thèm ăn. Dạ vâng. Và quý vị nào mà cinnamon bun. Apple cinnamon á thì mình bỏ thêm tí vỏ táo vô luôn anh. Cái thứ rồi, ba cái này tiếp. Thanh Hương nghĩ không nên sử dụng, nhưng mà tại sao không họ lại nói. Anh biết mấy cái đồ leader cho mèo không? Mèo đúng. Để mèo nó đi. Cái này tốt lắm, nó hút hết mùi hôi nhưng đó. Họ lại bảo bỏ vào trong tủ lạnh thay vì bỏ baking soda.
thì mình bỏ vào trong một cái hộp, mình để tiếp vào phía sau của cái tủ lạnh thì nó sẽ hút hết những cái mùi hôi. Nhưng mà đúng thôi, rồi cũng tốt, baking đúng. Soda chắc ăn hơn có lý hơn. Baking soda nó sạch sẽ hơn, baking soda được có lý nhưng hơn. Mà nếu mà trong trường hợp họ nói rằng nhà mình nuôi mèo đó, đó là chỉ trường hợp trong khi nhà mình nuôi mèo thì mới mua cái này thôi, chứ không có ai mà tự nhiên đi mua cái này hết. Nhưng mà mình phải mua cái loại cat litter mà không có mùi anh, chứ không có loại mà có đúng mùi rồi, thì không được. Thì không được. Dạ, nó hơi khó khăn. Và cái thứ ba loại là thứ sáu, thứ sáu gọi là trà tea oil, trà dầu. Dầu trà. Dầu trà. Dầu trà. Tại hôm nay Thành Hương có nói ngược không? Vâng, thưa dầu quý vị, trà, cái mùi dầu trà phải không anh? Uh-huh. Nó lấy đi cái mùi mốc trong nhà anh, cái mô điên, cái mùi. Cái mùi nó ghê quá. Anh vào những cái hotel mà anh mở ra nhiều khi nó hôi cái mùi mốc đó, thì chúng ta chỉ cần bỏ nó vào, dọn dầu bỏ vào trong nước á anh, xong mình xịt cái chỗ nào bị mốc. Rất tiếc là sẽ còn nhiều món nữa thôi, để dành thứ sáu tuần tới nhé. Vâng, đó là chỉ mới 6 món ăn chơi sơ để quý vị khử mùi hôi trong nhà mà thôi. Cảm ơn sự nghiên cứu của Thanh Hương nhiều lắm. Cảm ơn quý vị, và nhớ là hôm nay trời mưa, quý vị lái xe cẩn thận và nhớ mang dù theo. Cảm ơn anh Thụy. Chúc quý vị một cuối tuần lẽ đương nhiên là không mưa nữa và trời đẹp ra quý vị nhé, mặc dù lạnh 67 độ mà thôi. Xin mời quý vị trở lại với chúng tôi lúc 5 giờ chiều nay theo dõi các phần tin tức, và như thường lệ 57.7 mời quý vị tiếp tục theo dõi các chương trình của đài.